Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hòa Kiển Trúc Ly. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2024. Phường còn có lên một lô hoa giấy giao lưu với cô chú anh chị mình. Hôm nay quay khoảng mười mấy cây. Giá là từng cây. Giá bao ship gửi tận nhà luôn. Thường là clip của vườn con là sẽ khoảng 3 ngày lên một lần nha cô chú anh chị. Có khi trời mưa không có quay được thì khoảng 4 ngày. Cô chú anh chị mình cứ đăng ký kênh, lúc nào vườn con đăng lên là sẽ có thông báo hoặc là kết bạn Zalo, con thường chia sẻ qua Zalo nha. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này thì con có Zalo luôn. Cô chú anh chị mà muốn xem thêm hình ảnh thì cứ kết bạn Zalo với con. Con sẽ đi vào từng cây cho cô chú anh chị mình lựa chọn nha. Sẽ bắt đầu cây số 1. Cây này sẽ là cây cẩm thạch kép hồng, hoa kép chùm màu hồng. Lá là lá cẩm thạch như thế này. Cẩm thạch kép hồng là cái đọt nó sẽ hồng hồng nha cô chú anh chị. Cái đọt hồng hồng như thế này nè. Cây này chưa có hoa nhưng mà con đảm bảo mặt quay với cô chú anh chị mình, tại vì hoa vườn con đã nở rồi. Đây, lá cẩm thạch rất là sáng màu luôn. Cây này thì phân hai nhánh đi lên như thế này. Mã số 1 hoành 16 và cao 65. Cây này Zalo 230. Mã số 2 sẽ là một cây cẩm thạch hồng gân trân châu. Lá là lá cẩm thạch, mặt qua hồng gân tông đậm nha cô chú anh chị. Có nhánh đột biến lá trắng luôn nè. Cây thì cũng phân hai nhánh đi lên như thế này. Cây này hoành, mã số 2 này hoành 16 và cao 70. Mã này cũng Zalo 230 luôn. Mã số 3 sẽ là một cây cẩm thạch kép chùm hoa màu cam. Cẩm thạch kép cam thì hoa nó nha, mặt hoa lá nó như thế này cô chú anh chị. Cái đọt nó cam cam nha, có lá thì nó đốm đốm như thế này. Cây này phân 3 nhánh đi lên. Mã số 3 này hoành 12,5 và cao 65. Cây này Zalo 230. Qua mã số 4 sẽ là một cây Golden Sunshine. Golden Sunshine lên hoa thì đẹp mê luôn á cô chú anh chị. Cây này thì khá là xum xuê rồi ha. Đây là gốc. Cây này hoành 15 và cao 70. Mã số 4 này Zalo 250. Đế nó có rất là nhiều rễ, nó quấn vào nhau ha. Nó uốn éo rất là đẹp luôn. Cây thì phân 5 nhánh, nó xòe như cái bàn tay vậy đó. Qua mã số 5 sẽ là một cây ghép nhiều màu siêu hoa, gồm có tím tuyết là 1, trắng tuyết là 2, Kayata và Red Risa, màu đỏ Red Risa. Kayata thì màu hồng. Cây này ghép 4 màu nha cô chú anh chị, siêu hoa, đang lên hoa luôn, cây rất là đẹp. Cây cũng khá là nặng, cái cốt nó khá là to và nặng ha. Nhưng mà cây này có lỗi siêu rẻ nè. Cây phân 5 nhánh đi lên. Cây này có lỗi do nó bị nám da đây nè. Nhưng mà gốc nó vẫn sống nha cô chú anh chị. Nó bị nám da thôi, nám da khu vực này nè, dưới bên đây nè. Cây thì nó vẫn phát triển xum xuê bình thường như thế này. Cái này hoành 22,5 và cao 70. Mã này sale rẻ chỉ có 200 ha. Cây rất là đẹp. Cây nó đang có nụ nhỏ như thế này nè. Cây là vẫn bao sống bình thường nha cô chú anh chị. Cây vườn con lấy về là con đảm bảo bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận cây ha. Mã số 6 sẽ là một cây Golden Round. Dòng này là dòng chuyển màu.
dễ cho hoa. Đây, cây này nó đang lên nụ nhỏ nè, về là có hoa là ngắm liền luôn. Đây, Golden Round. Golden Round rất là dễ cho hoa, mà hoa chuyển màu nó rất là xinh luôn á cô chú anh chị. Nó đang nụ nhỏ rất là nhiều nè, một chuỗi hoa của nó từ đây mà lên tới đây mà chưa hết nữa. Cây này một cốt ghép được hai bo, đang cắt tàn lên được 5 nhánh như thế này. Golden Round này đâu mất tiêu à. Cây này chưa. Cây này hoành 18 và cao 80 nha cô chú anh chị. Thân một cốt đi lên như thế này. Đây là gốc đế. Cây Golden Round đang hoa, cây này cắt tàn một lần rồi cho nên mắt ghép nó đã liền gian như thế này. Dòng này siêu hoa ha. Dòng đổi màu siêu hoa. Golden Round này giao lưu 300 với cô chú anh chị mình. Mã số 7 sẽ là một cây ghép 3 màu siêu hoa. Đó là rượu vang, trắng tuyết và tím tuyết. Hoa chùm khá là đẹp ha. Cây phân 3 nhánh ghép 3 màu. Hoành 12 và cao 80. Mã này giao lưu 250. Mã số 8 sẽ là một cây kép chùm hoa đỏ. Đang lên hoa rực đỏ như thế này. Hoa chùm. Đây, những cái chùm hoa nè. Này là chùm hoa nhỏ nè, nó chưa có nở hết nè cô chú anh chị. Chứ nó hoa nó nở nhiều là một chùm như thế này nè. Rất là rực rỡ luôn ha. Cây này phân 3 nhánh đi lên. Hoành 16 và cao 90. Cây kép đỏ này giao lưu 250. Cái loại này không có sợ bị rụng hoa luôn á cô chú anh chị. Tại vì hoa nó rất là dai. Nó ít bị rụng hoa lắm. Hoa nó cũng lâu tàn nữa. Đây một chùm hoa nè. Hoa chùm chùm rất là đẹp. Mã số 9 sẽ là một cây chi tra ai. Dòng này cũng là một dòng đổi màu nha cô chú anh chị. Cây phân 2 nhánh đi lên. Hoành 14 và cao 75. Mã số 9 này giao lưu 230. Nhánh khá là khỏe ha. Dòng đổi màu này cô chú anh chị mình cứ để cho nó phát triển tự nhiên. Mình để cho cái nhánh nó già khẳng khẳng thì nó sẽ cho hoa. Số 10 sẽ là một cây cẩm thạch cầu vồng đang hoa. Mặt hoa cẩm thạch cầu vồng. Lá là lá cẩm thạch. Hoa màu cam gần tàn nó sẽ chuyển hồng. Đây, nguyên cây lá cẩm thạch đang hoa, đang nụ nhỏ ha. Cây số 10 này hoành 12,5 và cao 80. Mã này giao lưu 230. Hôm nay có một lô 230 hơi bị nhiều ha. Giá rất là bình dân cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Cây thì phân 3 nhánh đi lên. Bộ 4 nhánh đi lên. Cây cuối cùng là cây cành vàng lá ngọc, mã số 11. Mặt hoa nó có hai màu, đó là màu trắng và màu tím. Lá cũng hai màu. Lá nè, lá màu vàng và màu xanh rất là đẹp. Rất là nổi bật. Có nhánh thì nó lên hoa màu trắng nhiều như thế này. Có nhánh thì nó lên hoa màu tím nhiều ha cô chú anh chị. Dòng này là dòng lưỡng tính. Đây, cây đang có hoa luôn. Cây nhỏ giá rẻ cho cô chú anh chị mình. Mã số 11 này hoành 11,5 và cao 70. Cây này Zalo chỉ có 180. Rất rẻ luôn. Một cây cẩm thạch hai màu. Mặt hoa nó cũng được hai màu luôn. Hôm nay con quay 11 cây. Cô chú anh chị mà lựa chọn được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con giùm. Còn rất là cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của con thời gian vừa qua ha.